20 sẽ có tai nghe AirPods kèm hộp, một báo cáo mới từ DigiTimes cho biết, Apple đang cân nhắc việc đưa tai nghe AirPods như một phụ kiện sẵn trong hộp của iPhone 2020. Báo cáo này cho biết, các nhà sản xuất smartphone sẽ sớm đưa tai nghe không dây thành một phụ kiện đi kèm khi bán các sản phẩm cao cấp của họ. Apple, Samsung và Xiaomi có thể sẽ đưa tai nghe không dây đi kèm các mẫu flagship trong năm tới. Thông tin này có thể khiến nhiều người phấn khích nhưng tất nhiên nó chưa được các hãng smartphone xác nhận. AirPods của Apple có giá khởi điểm 159 đô la Mỹ. Nếu táo khuyết đưa tai nghe không dây vào hộp iPhone mới như một phụ kiện thì chắc chắn giá iPhone sẽ tăng lên. Cũng có thể Apple sẽ giảm giá AirPods cho những người mua iPhone mới. Tuy nhiên, AirPods hiện đang là sản phẩm đắt khách của táo khuyết. Khi gần đây hãng này yêu cầu các đối tác tăng gấp đôi sản lượng AirPods Pro. Hiện tại, Apple vẫn cung cấp một tai nghe có dây cổng Lightning cho những mẫu iPhone mới. Điều này được táo khuyết thực hiện trong nhiều năm qua. Loại tai nghe này có giá 29 đô la Mỹ mức giá thấp hơn nhiều so với AirPods, cũng có thể Apple chỉ bán AirPods kèm hộp với các mẫu iPhone 12 Pro hàng đầu của hãng. Dù thông tin này có thể không thành hiện thực, người dùng cũng có thể hy vọng sẽ có một tai nghe tốt hơn đi kèm với các iPhone mới vào năm tới.